Dự kiến 1 đến 2 ngày tới, ứng dụng sẽ có trên App Store và Google Play. Trên ứng dụng này có các thông tin cá nhân của người dân như thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe. Người dân khi lưu trú hay tố giác tội phạm cũng có thể khai báo ngay trên ứng dụng. Hiện đã có 6 triệu hồ sơ người dân đăng ký SIM cấp tài khoản định danh điện tử. Trong vòng một tuần nữa, số người đăng ký này sẽ được kích hoạt tài khoản định danh điện tử để sử dụng. Sau này, người dân có thể chủ động tự khai báo dữ liệu thông tin cá nhân vào ứng dụng VNEID mà không phải mang các giấy tờ ra công an phường, xã để tích hợp như hiện nay.